Tại thành phố Cần Thơ, báo cáo nhanh của Sở Y tế cho biết, trong ngày ghi nhận 132 ca nhiễm COVID-19 và có thêm 26 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Trong 132 ca mắc mới, có 47 trường hợp phát hiện trong khu cách ly, 35 trường hợp phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà, 37 ca trong khu vực phong tỏa, 13 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế. Trong ngày có một trường hợp tử vong, nâng số ca tử vong vì COVID-19 tại thành phố Cần Thơ lên 101 người. Đến nay, ngành y tế Cần Thơ đã điều trị khỏi bệnh cho 6.125 trên 7.368 ca mắc COVID-19. Hiện tại đang cách ly tập trung là 1.975 người, đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà là 12.905 người. Tiêm chủng được 1.148.408 liều vaccine, trong đó mũi 1 là 889.422 liều, số liệu còn lại là mũi 2.